Hello, hôm nay xin chào anh em. Mình sẽ giới thiệu về con máy Quy này, về cách lập bài và các tính năng của con máy Quy LBH 191790. Ok. Đầu tiên chúng ta bật máy lên. Chúng ta sẽ nói về cách lập bài. Thì mình có sẽ lập về bài 1 đi chẳng hạn. Đây, ấn vào No để vào phần chỉnh S. Một là chỉnh chia các mẫu Quy. Ok, ở mình chạy mẫu vuông thì mình chỉnh mẫu vuông. Hai là chiều dài của Quy, của giáo chém, thì như kiểu bạn chạy Quy dài phân mấy chẳng hạn, như mình chạy 1/75 thì mình để 12.7. Ok. Còn 3 là khoảng chém bờ về, cho độ rộng của bờ về. 4 bờ rộng của bờ đi. Ok. 5 là cái bờ con Quy mình cho nó to bờ ra hoặc là nhỏ bờ vào, của mình thì cứ để 180. Còn 7 giá trị gia tăng để 100, cái này mình không nên chỉnh. Còn cái này là 7 này là chỉnh mẫu chỉ, bạn thích chạy vào ví dụ như 1/7 bạn chạy 29 mũi hay là 129 mũi hay là 130 mũi gì đấy thì bạn chỉnh ở đây. Ok, đây mình cho các bạn xem ở đây luôn. Một đấy. Rồi chúng ta lại quay về đây. 8 là cái đầu thắt của con khi khi may xong thì chúng ta để 1.5. Cái đầu này là các bạn nó để 1.5 cho nó đẹp đầu ấy, bạn thích đầu nó to hay là nhỏ. Cái này chỉnh cái này cũng liên quan tới mũi chỉ nhá, nhưng mà cái này mình thường thường để 1.5. Cái này cũng vậy. Khi máy một mẫu mới của nó sẽ 1.0 1.0 hết. Mẫu 9 mình cũng để 1.5. Ok. Còn đây là cái ví dụ như con khuy nó lệch về bên bên này bị hóp chẳng hạn thì mình cộng nó lên, hoặc là nó bị thừa thì mình trừ nó âm đi, nhưng mà nó không làm sao đang chuẩn thì mình cứ để không không. Bên này S11 này cũng vậy đấy, nó thừa thì mình âm đi, còn mình nó ấy thì cho dương, còn bình thường mình cứ để không đi. Bao giờ máy nó có vấn đề bắt đầu mình mới vào đấy mình chỉnh. Đây, cái này là đầu chiết thì của đầu khuy thì mình cứ để 225. Rồi, ok. Cái này ví dụ như các bạn chỉnh, ví dụ cũng cái này cũng có liên quan đến mũi chỉ đấy. Các bạn ví dụ như kiểu là mũi chỉ ra chỉnh các nơi rồi mà nó không đủ mũi chỉ, nó thừa thiếu một mũi, các bạn có thể vào đây này, giảm đi tăng lên, nhưng mà thường thường mình để chuẩn nó như này. Còn đây, đây là cái đầu thắt của con khuy này, khi mà nó bình thường nó để như này nó chém rất là rộng này, chém nó xa cái đầu này ra này. Đây cũng của 23 với 22 đầu khuy, thường thường bạn để như mình thì hay để 1.8 là đầu khuy an toàn, còn muốn sát hơn thì bạn để 1.6. Đây cũng vậy, để 1.8. Ok, còn cái 31 S31 này là khuy chạy 2 lần, lần thứ nhất xong rồi vào đường lần thứ hai. Đây đây là chạy đường thứ hai, đây đường thứ nhất này.
Còn cái đường này là đường zigzag, mũi 1, mũi 2, mũi 3, mũi 4 ấy, là cũng chạy theo kiểu đường, nhưng mà may như kiểu một kim ấy, nó chạy thẳng luôn một vòng, nó chạy 6 lần hay 7 lần là do mình cài đặt. Nhưng mà đấy, cái này thì để cái vải nào nó sụt thì mình mới cần chạy cái đấy thôi, còn bình thường mình tắt đi. Đây là S51 là mũi căng mũi chỉ bờ đi, S52 căng mũi chỉ bờ về nhé. Ok, còn S55 là căng mũi chỉ cái lúc đầu thắt của con khuy, lúc đầu vào mình, nếu mà mình bị sùi đầu này thì mình tăng nó lên, còn nếu mà nó hay bị đứt chỉ quá thì mình giảm đi nhá. Đây là căng chỉ lúc đầu thắt, lúc đầu ra, ví dụ nó bị sùi đầu ra quá thì bạn cho nó tăng nhiều lên cho nó đỡ bị sùi, cục ở bên dưới khi cắt chỉ xong nó sẽ sùi ấy. Đây là cái căng chỉ cái lúc đầu vào, khi đầu vào kéo nhả là nó căng chỉ ấy. Hay là ấy, nếu mà cái đầu vào nó bị sùi chỉ quá thì bạn tăng lên, nếu còn bình thường á mà nó tăng lên quá, nó hay bị tuột chỉ đầu vào thì bạn phải giảm đi. Đây là cái mũi này là chỉnh, ví dụ như cái góc này gãy chẳng hạn, bạn có thể trừ âm dương lên hay là thiếu mũi. Bên này cũng vậy này, ví dụ như kiểu đầu, những cái đầu khuy nó bị chạy, nó bị như kiểu bỏ mũi, dạng dạng như kiểu bỏ mũi hay là gãy bờ, đoạn đấy thì bạn tăng lên trừ đi ấy. Đầu này đầu dưới này, còn đây là mũi chỉ này, ví dụ như đang chạy bạn chạy 130 mà với con mà đang là 131 chẳng hạn thì bạn giảm đi. Đây là chỉ cái này là S62 mình là tăng giảm 1-2 mũi chỉ đấy, các bạn cho nó chỉ độ khoảng từ 5 đổ về cho đến 1, đừng cho về không không thì nó hay bị ấy, nó nhìn cái đầu khuy nó hay bị xấu. Cái này là đầu chiết của con khuy, lúc khi kéo nó nhả may, cái này cũng vậy. Còn mấy cái đấy là mình cứ để im về chế độ ấy, mấy cái đấy không ảnh hưởng gì. Đây đây là đầu ra này, ví dụ như cái này cũng là bù trừ mũi chỉ để cho 1-2 mũi ấy, ở S68 mà cái này mà các bạn mà cho nó ít quá, ví dụ cho về không ấy, khi mà may xong rút cái chỉ nó hay tuột ấy, thì mình nếu mà hay bị tuột đấy thì các bạn phải tăng lên 3 4 hoặc 5 gì đấy cho nó không bị tụt. Ok, đây này, cái chỗ S81 này tắt dao, bật dao đấy, ta S84 này là tốc độ này. Ok, xong phần S mình sẽ nói về phần U. Mà trước tiên mình nói phần U thì mình sẽ quay về sách cho các bạn nhìn, các bạn xem trên đấy cho dễ hiểu. Đây các bạn có vấn đề gì vào đây đọc cho nó rõ dễ hiểu. Đây mình sẽ quay sát cho các bạn dễ nhìn này. Mình quay thì nét ấy, nhưng mà không biết lúc khi mà đăng lên thì không biết nó có bị mờ đi không thì không biết.
Ok, giờ xong phần S. Giờ mình sẽ về phần U đi. Khi mình cài đặt xong đúng không? Mình sẽ về phần U để cài đặt tiếp. U1 là nấc chân vịt này. Bạn muốn cho cái chân vịt này lên cao để cho dễ nhét hàng hay là xuống thấp? Là U1. U2 là vị trí dừng trung gian của kéo. U3 là vị trí dừng của kéo xuống vải. Thôi mình chỉ nói những cái quan trọng cơ bản, còn tí mình sẽ quay ở trên sách những cái bước, những cái không cần thiết đấy các bạn tham khảo sau. U4 này là bàn ga mình muốn dặn nặng hay nhẹ. U5 cũng vậy. U6 này này là ví dụ như kiểu là các bạn mà cho nó tăng lên chẳng hạn thì nó sẽ cắt cái chỉ ở khi con đầu khi khi mà mình may xong ấy, cái chỉ nó thừa bên trên ấy thì mình tăng lên nó sẽ cắt ngắn đi, nhưng mà mình tăng lên quá thì hiện tượng nó sẽ hay bị tuột chỉ bên dưới, kéo nó bị tuột ra. U7 này cũng vậy nhá. Đây, U9 tác độ mũi đầu này, U10 tác độ thứ hai này. Rồi ok. Đây là cái bàn kẹp 1 hay bàn kẹp 2. Đấy là do các bạn chạy Q1 hay Q2 này thì các chị mới cần chỉnh cái đấy. Đây. Cái này mới là cái cần thiết là con cài đặt thông số dao. Thì ví dụ như 12.7 chiều dài của quy thì bạn chạy ra 1/2 thì mình phải đặt 12.7. Đây mình sẽ cho các bạn xem thông số của dao. Đây thông số của dao đây. Ví dụ như bạn chạy dao của 1/4 chẳng hạn thì bạn sẽ cài đặt thông số là 6.4. Dao 3/8 thì các bạn đặt 9.5. Đây. Đấy các bạn lưu nhá. Các bạn cài đặt sai cái này máy sẽ báo lỗi luôn. Đây mình sẽ cài đặt sai ấy cho các bạn đi. Ví dụ như kiểu bạn chạy dao 3/8 mà bạn để 1/2 thì dao nó không chém đủ, nó sẽ chém 2 lần cho nó đủ. Đây ví dụ mình cài đặt nó 1/, dao đang 1/2 mình cài đặt lên này. Đấy, nó sẽ lên bình thường. Nhưng mà khi các bạn mà vào cái, bị bật cái chế độ này U19 này, bật lên chém ấy lên nó sẽ hiện báo lỗi như này. Thì các bạn phải chỉnh về đúng dao. Đây. Các bạn đặt 12.7 này. Bạn có bật dao chém 2 lần lên nó vẫn lên bình thường. Các bạn đặt sai thì nó vậy. Đây, bật dao này. Tắt chém chế độ chém 2 lần này. Đây này, cái U20 là báo đứt chỉ này. Mình chỉ dạy những cái mình biết và cái những cái mà vận dụng hay vận dụng trong ấy, có những cái này tí mình chỉ cho sách các bạn về tự nghiên cứu. Đây là cái U23 là cái lúc đầu vào này, kéo nó của kéo trên nó nhả chậm hay là muộn, bạn thích nó giữ lâu hay nhả sớm gì đấy. U24 là kéo dưới này, nó thích bạn cũng thích nó nhả chậm hay nhả muộn hay là ấy. Ví dụ như mà mình cho nó sớm quá thì nó chạy nó sẽ giữ chỉ lâu quá, nó hay hiện tượng gãy kim, mà cho nó vừa phải thôi. Còn nếu mà bạn cho nó ít đi quá thì nó hay bị nhả kim sơ, nhả chỉ tuột chỉ. Đây là cái số đếm của mũi chỉ này.
cái này là cái quan trọng này. Ví dụ như bạn tắt này đi nhá, bạn ấn này, này cái mũi chỉ ở đây nó sẽ không hiện này, bạn phải vào U này, U25 đây, U26 này, bật lên này thì nó sẽ hiện bao nhiêu mũi chỉ này. Ví dụ bạn đang 124 này, bạn thích lên 130 này, bạn vào S này, vào S7 này. Cái này giảm đi thì mũi chỉ sẽ tăng lên, mà tăng lên thì nó sẽ giảm đi nhá. Đấy, 30 này thì giờ nó còn thừa hai mũi này, thì bạn vào S 62 82 đây, S 86 trừ đi S 62. Ok. Mình sẽ quay về sách cho các bạn nhìn dễ hiểu. Đây, U1, U2, U3 ở đây. Bạn muốn vào được phần K, bạn ấn lì mờ, bao kêu hai tít tít thì bạn sẽ vào được phần K. Rồi. Đây, một là thể loại chỉnh bàn đạp. Bạn thích bàn đạp Madan hay là đạp chân gì đấy. Hai là khóa. Khóa để không cho vào chỉnh những cái thứ vớ vẩn như kiểu nâng tốc độ hay cái gì đấy. Đây là cái độ dao nó chém mạnh hay nhẹ, khỏe hay yếu. Đây là K ấy, K5 còn K6, và để ví dụ để không này, bạn có thể nâng được tốc độ lên tối đa 4.200. Nếu mà khi mà bạn để về cái chế độ 1 thì các bạn chỉ có ở 33 thôi, không giảm được xuống. Rồi, cái này nhá là cái căng chỉ của cả con khuy này, khi mà nó đứt chỉ quá thì bạn giảm nó đi cho âm đi, khi mà nó bị xấu chỉ thì bạn cho nó lên, dương lên. Còn bình thường không sao, bạn cứ để không không. Đây là cái giờ dao chém xuống này, bạn thích cho nó chém xuống nhanh hay dao chém chém xuống chém lên này. Đây cũng vậy, các bạn phải chỉnh đúng. Còn cái này là cái ấy, cái khổ bàn kẹp này. Đây, bạn muốn kẹp kim nó ra tận đây về đây thì bạn chỉnh ở cái đấy. Còn đây, khi bờ nó bị chém lệch bên trái bên phải ở đấy thì bạn chỉnh đây. Đấy, K16 bạn cho âm đi nó sẽ sang bên đây, dương đi thì sang bên đây. Đây, K51 là chỉnh kéo đây, test kéo đây. Bạn sẽ vào test kéo này. Ok. Bạn muốn thoát ra phải ấn bằng nhá. Đấy. K52 là kéo dưới nhá. Ok, mình sẽ cho các bạn xem về cái phần K ở trên đây. Ok, đây về danh sách bảng báo lỗi đây, những ai mà bị cái lỗi gì thì hãy vào cái về phần cuối video này mà xem.
Ok, video mình thôi nên kết thúc ở đây thôi. Có gì các bạn không hiểu cứ like cho mình.